Nếu bạn muốn có hàm răng đẹp mà không muốn bài răng thì dán sứ veneer là lựa chọn tốt nhất, bởi dán veneer là một chiếc mặt nạ hoàn hảo dùng để dán lên vùng răng thật nhằm khôi phục vẻ đẹp tự nhiên, nâng cao tính thẩm mỹ của răng. Mặt dán veneer là một lớp sứ mỏng chỉ từ 0,3 đến 0,5 mm nên khi thực hiện không cần phải mài, chỉ cần xử lý một chút trên bề mặt răng. Việc xử lý này sẽ giúp bề mặt dán sứ không bị dày, cộm cứng.